rất là hài lòng về cách tổ chức của các bạn, cũng như sự nhiệt tình, sự vui vẻ, sự giúp đỡ của các bạn. Đặc biệt là có một buổi ốm và các bạn cũng chăm sóc mình rất là nhiệt tình. Mình xin giới thiệu mình là Trung. Hiện tại thì mình đang là sinh viên của trường tài chính. Mình thật bất ngờ khi được tham gia khóa học của Len. Với các bạn này thì điều đầu tiên là tôi ấn tượng với các bạn trong ban tổ chức là các bạn liên quan ủng hộ những thị trường bất động sản, đại ngoại thương. Các bạn rất nhiệt tình và trong mọi buổi học thì các bạn đều quan tâm rất nhiều đến chúng mình. Điều thứ hai nữa là mình ấn tượng với thầy Hoàng Minh Ngọc. Có lẽ những chia sẻ, những cái chuyện về chuyên môn của thầy đó đã là những cái điều rất xuất sắc. Nhưng ngoài ra thì những cái câu chuyện về chuyện đời, về chuyện nghề của thầy thì nó lại càng làm cho những cái bài học, những cái bài giảng của mình thêm phần củng cố. Sinh viên năm cuối của trường đại học Công đoàn thì đây cũng là buổi khóa học đầu tiên mình tham gia về bất động sản. Thì ngày xưa mình học ngành học không liên quan gì bất động sản cả, nhưng mà sau khi mình học khóa học này được thầy Hoàng Minh Ngọc hướng dẫn giảng dạy, trong vòng 6 buổi thôi là mình đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức và mình thấy rất có cảm hứng đối với cả cái ngành nghề này. Mình từ Hà Lan, mình hiện tại là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thương mại. Thì hôm nay là buổi cuối cùng của khóa học kinh doanh bất động sản. Mình đến bây giờ thì mình chưa, bây giờ thì mình vẫn cảm thấy rất sốc với khóa học này. Mình không ngờ trên đời có một khóa học tốt như vậy. Vì mình thì thực ra mình đã đi tham gia rất nhiều các khóa học ở các nơi rồi, cũng khóa học cả mất tiền nhiều, cả mất tiền ít, cả miễn phí, nhưng mà chưa ở đâu mà đem lại cho mình kiến thức cũng rất là hữu ích, cộng với những kinh nghiệm thực tế truyền từ thầy Hoàng Minh Ngọc cùng sự nhiệt tình và tổ chức cũng rất là chu đáo của câu lạc bộ bất động sản trên đại thương. Có mong muốn là cái các khóa học phía sau sẽ nâng cao kiến thức hơn và tiếp tục là bổ sung kiến thức, giúp đỡ những người mới bắt đầu như là mình chẳng hạn, thì sẽ tốt hơn nhiều kiến thức và có một sân chơi vừa học hỏi và lấy kinh nghiệm nhiều trong tương lai. Hy vọng rằng những khóa học sau, những khóa học sau thì các bạn sẽ luôn thành công và luôn có những cái bước tiến mới trong những cái hoạt động sắp tới của câu lạc bộ. Xin cảm ơn các bạn.